Lần thứ 126, chương trình do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Onlux, công ty Hanco Food và sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, truyền hình trực tiếp từ quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bạc Liêu, quê hương của bài Dạ cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tiền thân của bài Vọng cổ ngày nay. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Quế Trân và Vũ Phong xin được kính gửi đến toàn thể quý vị đại biểu và quý khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi ca cảnh Dần Dương Sáng Mãi với phần tham gia biểu diễn của các chuông vàng vọng cổ và nhóm múa Phương Việt, bài ca ca ngợi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc, người đã đem chân lý, niềm tin cho một Việt Nam rạng rỡ hôm nay. Kính thưa quý vị, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự tin những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo mãi mãi. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình Dân Trang Cổ Nhạc lần thứ 126 được tổ chức tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tối ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Rưng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình Dân Trang Cổ Nhạc tối ngày hôm nay, ban tổ chức còn vui mừng đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận, tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt với phần hiện diện của rất đông đảo quý vị khán giả Mộ Điệu Cải Lương đến tham dự, kính mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào mừng. Kính thưa quý vị, để chương trình Dân Trang Cổ Nhạc được thực hiện tại đây, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có những động thái tích cực để quý vị khán giả có thể thưởng thức một chương trình đặc sắc hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, quý khán thính giả. Thực hiện chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đài Truyền hình, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 126 và trại sáng tác kịch bản cải lương tại tỉnh Bạc Liêu. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa nhằm lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị, tỉnh Bạc Liêu tuy được hình thành muộn hơn so với nhiều tỉnh Nam Bộ, nhưng là một địa phương có truyền thống cách mạng và cũng có bề dày về lịch sử. Nơi đây đã từng diễn ra ba cuộc đấu tranh tiêu biểu của nông dân chống lại áp bức bóc lột của thực dân Pháp và địa chủ trước khi có đảng. Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu đã có hai lần giành chính quyền không đổ máu, đó là vào ngày 23 tháng 8 năm 1945 và ngày 30 tháng 4 năm 1975, một chiến thắng mang tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời, Bạc Liêu cũng là một địa phương có truyền thống về văn hóa nghệ thuật, nơi khai sinh ra bản dạ cổ Hoài Lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tiền thân của bản vọng cổ, một trong những nơi được mệnh danh là cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ. Bạc Liêu cũng tự hào là quê hương có nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ vang bóng một thời như Nhạc Khị, Năm Nghĩa, Cô Ba Dàm Lẹo, Mộng Dân, Trịnh Thiên Tư, Trần Tấn Hưng, vân vân, đã có công đóng góp cho sự phát triển của bản dạ cổ Hoài Lang, bản vọng cổ, nghệ thuật cải lương và sự phát triển của nền sân khấu nước nhà. Kính thưa quý vị, chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã qua 126 lần tổ chức. Nhưng đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ngay trên quê hương của bản dạ cổ Hoài Lang.
nhân dân và khán giả Bạc Liêu thỏa niềm ao ước được một lần thưởng thức trực tiếp chương trình và được tận mắt xem thần tượng của mình biểu diễn. Dần Trăng Cổ Nhạc là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, đã tạo được tiếng vang không chỉ đối với khán giả trong nước mà trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng rất ái mộ. Chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc lần này tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu đã được dàn dựng công phu, hoành tráng, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tin chắc rằng chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả, người mộ điệu cổ nhạc, cải lương, thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú, hấp dẫn. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị, ngoài chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc hôm nay, sáng ngày mai, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trại sáng tác kịch bản cải lương với chủ đề Nông thôn mới, một chủ đề thời sự về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Tham gia trại sáng tác có nhiều soạn giả, tác giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua trại sáng tác sẽ góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác kịch bản cải lương phát triển, và kết quả từ trại sáng tác này sẽ giúp cho các đoàn cải lương có nhiều kịch bản mới dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các đơn vị, các tác giả đã phối hợp một hoạt động thật có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Đài Truyền hình và Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ kinh phí, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cho nhân dân Bạc Liêu. Mong rằng thời gian tới, sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bạc Liêu ngày càng khăng khít, chặt chẽ, toàn diện và có hiệu quả hơn. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đã đến tham dự chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc hôm nay. Cảm ơn Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý đã tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và ekip của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho người mộ điệu cải lương Bạc Liêu một chương trình nghệ thuật đặc sắc đầy ý nghĩa. Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và quý khán giả. Chúc cho chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và ngày càng có nhiều khán giả ái mộ. Trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn tại đây đã làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa quý vị, và nhân dịp này, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ gửi tặng các đơn vị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tác giả tham dự đợt sáng tác kịch bản cải lương Nông thôn mới và đơn vị tài trợ chương trình tại tỉnh Bạc Liêu món quà lưu niệm. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị có tên lên sân khấu nhận quà lưu niệm. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Kiều Tấn, trưởng ban nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời tác giả Lê Duy Hạnh. Trân trọng kính mời ông Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý.